video tiếp theo là mình đã lắp cái con Vega đặt từ công ty máy tính DK1 trên Lazada để lắp vào máy. Thì nhìn chung là cũng khá ổn các bác, lắp vào thì thấy nha. Nói tóm lại là cũng rất là hài hòa cân đối. Và trong cái trạng nó cũng còn khá mới. Nói tóm lại là cũng khá là hài lòng với cái hình thức của cái Vega này. Trước khi mua hàng thì mình cũng có tìm hiểu rất kỹ, nhưng mà vẫn vẫn là shop vẫn nhầm lẫn là cái dòng quýt và dòng mợt. Cái dòng mợt thì nó có thêm cái đèn led Vega nữa quý vị, còn cái dòng quýt thì cấu hình nó cũng tương đương với dòng mợt, nhưng mà con cái là chúng ta để ý chỗ cái quạt và cái viền xung quanh thì nó không có đèn led. Thì khi mở lên thì nó chỉ có quạt, nó khi đến một nhiệt độ ổn định thì quạt nó quay thôi, còn cái led thì không có. Thì đây là mình đã cắm vào trong cái riser của mình, thì tóm lại thì nó cũng cũng tạm ổn. Còn khi sử dụng như thế nào thì chắc phải chờ một thời gian, thì trong quá trình hoạt động thì mình mới đánh giá được. Còn trước mắt thì thấy là khi gắn vào thì nó cũng phù hợp, nó vừa thích với cái form, cái case, cái cấu hình của cái máy mình. Thì hy vọng là em nó chạy tốt. Với mức giá tiền này thì cũng năm ăn năm thua các bác. Shop uy tín thì máy móc này mình cũng giới thiệu cho anh em đặt hàng tiếp tục, rồi mình cũng có thể là mua thêm một số món ở shop. Cái Vega trước đây là cái con RS 580 8GB thì cũng đang hoạt động khá tốt, nhưng mà do tình cờ mình lên shop mình thấy cái này, thấy cái con Vega này giá nó cũng đau xuống khá rẻ, thì mình mới quyết định là mình xuống tiền, nhưng mà để coi cái chất lượng nó như thế nào. Đây, xin tạm ngưng cái video đây quý vị, mình sẽ quay lên và đánh giá cái phần này sao, cái phần hoạt động, cái mức độ hoạt động, rồi cái sức mạnh của con cạc này sao trong cái video tiếp theo.